bị chuột cắn đến mức phải nhập viện điều trị câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại là sự thật khi mới đây một bệnh nhân nam đã phải nhập viện bệnh viện nhiệt đới trung ương sau khi bị chuột cắn vào chân gây sốt sừng đỏ ngón chân tại đây bệnh nhân đã được các bác sĩ chẩn đoán là mắc một chứng bệnh có tên khá lạ là sodoku Trao đổi với phóng viên chào buổi tối, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân mắc chứng bệnh Sodoku do chuột cắn là nam, 40 tuổi, quê ở Hưng Yên. Trước đó, bệnh nhân bị chuột cắn vào ngón chân, chỉ dớm máu. Một tuần sau, ngón chân bị chuột cắn sưng đỏ, sốt, người lúc nóng, lúc lạnh, run. Nghĩ do sốt virus, bệnh nhân tự mua thuốc về uống, nhưng hai ngày không thấy giảm. Đi khám, bác sĩ chỉ định anh nhập viện vì mắc bệnh Sodoku do chuột cắn. Các bác sĩ cho biết, sốt do chuột cắn gọi là bệnh Sodoku được biết đến từ lâu, Nguyên nhân do một loại xoắn khuẩn, khi nhiễm bệnh chỗ bị chuột cắn sẽ sưng đỏ, người bệnh sốt, sưng hạch, nếu không được chẩn đoán đúng điều trị kịp thời, hạch càng sưng to có thể nôn, buồn nôn, đau khớp, nặng thì có thể dẫn đến viêm khớp, viêm màng não, tình trạng sốt có thể kéo dài vài tháng, tỷ lệ tử vong là khoảng 5 đến 10%. Được biết mỗi năm bệnh viện nhiệt đới trung ương tiếp nhận khoảng 10 đến 20 bệnh nhân mắc do chuột cắn. Khởi đầu vết cắn đơn giản nên nhiều người bệnh không để ý, phát hiện sớm điều trị kịp thời thì chữa bệnh rất đơn giản, chỉ cần sử dụng kháng sinh thông thường, kháng sinh mạnh không có tác dụng Tuy nhiên nếu phát hiện muộn quá thì quá trình điều trị sẽ hết sức phức tạp vâng. Và nếu như quý vị và các bạn sợ chuột không muốn phải tự tay đem những con chuột chết ra khỏi nhà Thì cách tốt nhất là đuổi chúng đi Nhiều người truyền tay nhau về một số mẹo như là dùng ớt bột, dùng dầu ma rút, dùng lá bạc hà quế hoặc là bột tỏi để ở những chỗ mà chuột hay qua lại, chuột sợ những mùi này nên sẽ không dám bén mảng đến nữa. Ngoài ra thì còn có thể mua các loại máy đuổi chuột được quảng cáo là phát ra sóng siêu âm khiến chuột tránh xa. Loại sóng này thì tai người không nghe được nên không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. À, giá của những cái máy này thì dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, sử dụng cũng khá dễ dàng là cắm vào một ổ điện là xong. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng nên cẩn thận với loại máy này bởi trong giai đoạn đầu thì máy có một số tác dụng nhất định, nhưng sau một thời gian thì chuột sẽ bị lờn với các tần số sóng do máy phát ra nên tác dụng đuổi chuột của máy sẽ hết hiệu quả. Thậm chí một số trường hợp còn dụ thêm chuột về nhà.